Hoa Hồng, ai chơi mà tạt sơn lên người em vậy? Bạn nào chơi kỳ vậy? Mỹ Bình ơi, là bạn Hoa Lan đó. Hoa Lan, tại sao em làm như vậy? Em không có cố ý đâu, em lỡ tay á anh Quý Bình. Thôi đi, bạn đừng có nói dối. Bạn thấy hôm nay mình mặc đồ đẹp nên bực mình rồi làm như vậy đúng không? Mình xin lỗi, mình không có cố ý mà. Là do... Lý do là gì? Em nói đi, nói cho Hoa Hồng biết. Không thôi bạn ấy hiểu lầm em đó. Dạ, em mất ngủ hổm rày. Nãy em ngủ gục nên làm rơi thùng son xuống. Thiệt tình, vậy mà bạn không chịu nói sớm. Thôi, mình không trách bạn nữa đâu. Đúng rồi đó Hoa Hồng. Chỉ là do hiểu lầm thôi. Nhưng mà mất ngủ là rất không tốt cho sức khỏe. Đi với anh, qua gặp Dr. Khỏe để nhờ Dr. Khỏe xem là có cách gì để giúp cho Hoa Lan không. Chào Quý Bình, chào Hoa Lan. Chào Dr. Khỏe, chào em Hoa Huệ. Ủa, Dr. Khỏe đang chuẩn bị nấu món gì vậy? Đúng rồi, Dr. Khỏe chuẩn bị nấu món hoa huệ xào ớt chuông. Cái gì? Hoa huệ mà ăn được hả? Đâu nào giờ Quý Bình chỉ tưởng đâu hoa huệ chỉ để chưng cho đẹp thôi chứ. Hoa huệ em không chỉ ăn được mà còn giúp tăng cường miễn dịch, phòng chống thiếu máu, đặc biệt chữa chứng mất ngủ nữa. Hả? Hoa huệ có thể chữa mất ngủ hả? Hay quá, Hoa Lan đang bị mất ngủ nè. Đó tôi khỏe, Hoa huệ có thể giúp được Hoa Lan không? Đó tôi khỏe. Được đó Quý Bình, chỉ dùng tinh dầu hoa huệ thì sẽ cải thiện giấc ngủ, giảm căng thẳng, lo âu và sẽ có giấc ngủ sâu. Dr. Khỏe giải thích rõ hơn được không? Làm sao mà hoa huệ có thể giúp chữa mất ngủ được? Trong tinh dầu hoa huệ có chứa axit butyric và ugonon, phagnoson, geranion, metin, benzoater, mentin, anchanilate và neron. Các thành phần hóa học này của tinh dầu hoa huệ có tác dụng giúp não thư giãn, tạo cảm giác thần kinh dễ chịu. À, thì ra là hoa huệ có nhiều công dụng tốt như vậy. Nhưng mà chúng ta nên dùng tinh dầu hoa huệ như thế nào để mà chữa mất ngủ vậy đó tôi khỏe? Anh Quý Bình và khán giả chỉ cần nhỏ vài giọt tinh dầu vào bồn tắm, xông hơi trong nước ấm hoặc thấm vào giấy để ngửi ạ. Ủa nhưng mà đó tôi khỏe ơi, bây giờ Quý Bình với lại quý vị khán giả có thể tự làm tinh dầu đó được không? Mọi người nên tìm mua tinh dầu hoa huệ ở các nhãn hiệu uy tín, vì tự làm sẽ khó có được sản phẩm chất lượng. Nhưng nếu mình sử dụng tinh dầu hoa huệ nhiều quá thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Đó tôi khỏe. Mùi hoa huệ hơi nồng nàn nên có thể gây khó chịu nếu sử dụng nồng độ cao. Vì vậy, chúng ta dùng liều nhẹ để có kết quả tốt nhất nha. Dạ, nếu bị mất ngủ nặng thì cần thăm khám bác sĩ. Vì em chỉ giúp cho giấc ngủ ngon thôi ạ. Quý vị khán giả ơi, hãy nhớ ghi lại những công dụng thật hữu ích cũng như là những giá trị tuyệt vời của hoa huệ để làm gì? Để giúp chúng ta có thể cải thiện giấc ngủ của mình. Và đặc biệt, anh đang nói em đó Hoa Lan, ghi nhớ thật kỹ nghe chưa? Còn bây giờ chúng ta hãy chào tạm biệt khán giả thôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Hẹn gặp lại.